Trí Thuận cùng tập đoàn Danh Khôi xin kính chào quý anh chị và các bạn. Kính thưa quý anh chị, trong các loại hình bất động sản thì bất động sản ven biển luôn có sức thu hút rất đặc biệt và giá trị không ngừng tăng trưởng. Một điều minh chứng cho thấy rất nhiều những thành phố nổi tiếng trên thế giới đều nằm ngay bên bờ đại dương như Barcelona, Tây Ban Nha, Vancouver, Canada, Sydney, Úc, San Francisco, Hoa Kỳ hay Tokyo, Nhật Bản. Theo các số liệu thống kê thì giá bất động sản ven biển đắt gấp 30 lần so với trong đất liền. Đặc biệt hơn nữa, nếu bất động sản đó gắn liền với khu du lịch biển nổi tiếng hay khu công nghiệp thì đó là bảo chứng sinh lời của các nhà đầu tư. Riêng tại Việt Nam, sức tăng trưởng của các thành phố ven biển trong suốt nhiều năm qua vẫn luôn rất nóng và chưa hề có dấu hiệu chững lại. Đặc biệt, những dự án bất động sản ven biển có tính pháp lý, sở hữu lâu dài, đặc biệt khan hiếm hiện nay luôn có sức hút lớn với các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Như quý anh chị đã biết, thời gian gần đây thì rất nhiều khách hàng của Danh Khôi đang quan tâm tới dự án Takashi Ocean Suites Kỳ Co, đô thị biển mang phong cách Nhật Bản duy nhất tại thành phố Quy Nhơn và cũng đang là tâm điểm đầu tư tại khu vực miền Trung. Khu đô thị dự kiến sẽ tạo nên làn sóng mới bùng nổ trên thị trường bất động sản ven biển tại Việt Nam. Có thể nói đến thời điểm này thì sức hút của dự án Takashi Ocean Suites Kỳ Co đang lan tỏa ngày một rộng lớn. Đặc biệt với cơn biến động của đại dịch Covid-19 thì xu hướng dịch chuyển về các khu bất động sản nghỉ dưỡng ven biển hướng đến môi trường thiên nhiên trong lành, an toàn cho sức khỏe và bền vững lâu dài lại ngày càng cao hơn. Chưa kể Việt Nam sở hữu đến 2/3 đường bờ biển trải dài khắp dải đất hình chữ S nên rất có lợi thế trong phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Các chuyên gia chuyên đầu tư vào bất động sản ven biển nhận xét, thời gian tới sẽ là bàn đạp để đưa thị trường bất động sản ven biển miền Trung lên một vị thế mới. Vì tiềm năng phát triển bất động sản ven biển của miền Trung còn rất lớn, sự hấp dẫn của cảnh quan biển nguyên sơ do thiên nhiên ban tặng đang dần được các chủ đầu tư khai thác và tận dụng thành thế mạnh vượt trội cho việc phát triển vân khúc bất động sản ven biển này. Dự đoán bất động sản miền Trung sẽ hứa hẹn khả năng tăng giá cho các nhà đầu tư và sẽ ngày càng khan hiếm trong tương lai. Và nói về sức hấp dẫn của bất động sản biển miền Trung thì Bình Định đang là viên ngọc sáng có hấp lực mạnh mẽ tại thời điểm này. Hiện Bình Định đang là một trong 5 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với chiến lược quy hoạch khu kinh tế Nhân Hội và bán đảo Phương Mai có tầm nhìn phát triển với quy mô rộng lớn. Vùng đất bán đảo Phương Mai là một trong những điểm tập trung giao thương của các tuyến hàng từ các vùng giàu có như Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, từ miền Trung tỏa ra các quốc gia khác. Với vị trí cửa ngõ này đã tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển thành một cảng trung chuyển quốc tế trong tương lai. Vị trí kết nối này không chỉ dừng lại ở hành lang xuất nhập khẩu mà còn là một hành lang du lịch Đông Tây. Tất cả các tuyến đường du lịch xuyên Đông Nam Á, các khu vực như Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan đều rất thuận tiện khi di chuyển đến Nhân Hội để tận hưởng du lịch biển. Bán đảo Phương Mai còn có 3 cảng biển lớn, đó là cảng biển Đống Đa, cảng biển quốc tế Quy Nhơn và cảng biển nước sâu Nhân Hội. Đây là hệ thống cảng phục vụ các nhu cầu trong nước và quốc tế, chính là một điểm hứa hẹn hấp dẫn của hàng trăm nhà đầu tư bất động sản công nghiệp bên cạnh bất động sản nghỉ dưỡng tại đây. Có thể nói, thật khó để tìm ra một quỹ đất thứ hai có lợi thế tuyệt vời như bán đảo Phương Mai tại Quy Nhơn, Bình Định. Và quý vị có thể thấy, Bình Định còn nằm ở trung tâm của trục Bắc Nam Việt Nam trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tháng 9 năm 2019, sân bay Phù Cát chính thức được nâng cấp thành sân bay quốc tế và hàng ngày có khoảng hơn 600 lượt khách từ các sân bay tấp nập nhất bay đến đây. Dẫu cho giai đoạn 2019 tới năm 2021 là 2 năm chúng ta trải qua các đợt dịch, nhưng sân bay quốc tế Phù Cát vẫn là một trong những sân bay an toàn, có thể đón chào khách trong các thời điểm dịch ổn định. Với việc mở rộng sân bay quốc tế, kết nối quốc lộ 19B, kết nối quốc lộ 1 và sự mở rộng của các cảng biển hình thành trục ngoại giao giúp kích hoạt toàn bộ tiềm năng kinh tế của tỉnh Bình Định. Và thưa quý anh chị, tỉnh Bình Định đã đặt mục tiêu đến năm 2035, thành phố Quy Nhơn sẽ là thành phố đô thị loại 1, được quy hoạch hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, được quản lý kiến trúc hợp lý, tạo dựng được một thành phố năng động, hiện đại mà giữ được bản sắc để phát triển. Đến năm 2030 sẽ thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của Nam Trung Bộ. Đến năm 2050 sẽ là đô thị công nghiệp sạch,
công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á. Theo đó, việc quy hoạch hướng biển sẽ được mở rộng không gian Quy Nhơn về phía đông qua bán đảo Phương Mai trong phạm vi khu kinh tế Nhân Hội và các vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Nhân Hội chính là ngôi sao mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Theo đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản là rất lớn. Nhìn về thành phố Đà Nẵng, thì quý anh chị có thể thấy bây giờ 1m² đất mặt tiền, ví dụ như tại đường Phạm Văn Đồng, có giá trị gần 500 triệu. Như vậy, nhìn về Nhân Hội với mức giá hấp dẫn như hiện tại, đang giải tỏa được khao khát đầu tư của các nhà đầu tư muốn khai thác tiềm năng bất động sản ven biển kết hợp du lịch. Đặc biệt là sự khan hiếm của loại hình bất động sản có giá trị pháp lý lâu dài. Và còn gì tuyệt vời hơn khi khu đô thị Takashi Ocean Street Kỳ Co của tập đoàn Danh Khôi nằm ngay một vị trí rất đẹp. Takashi Ocean Street Kỳ Co tọa lạc trên quỹ đất vàng ven biển khan hiếm của khu kinh tế Nhân Hội ngay bán đảo Phương Mai. Dự án nằm liền kề các khu du lịch nổi tiếng như đảo Kỳ Co, Eo Gió, Cồn Chim, Hòn Sẹo, bãi biển Trung Lương. Và đây cũng là nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Chúng ta có thể thấy là dự án kết nối được với các trục giao thông trọng điểm như ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì, top 10 ga lớn nhất Việt Nam, cầu Thị Nại 2, 3, 4 nối bán đảo Phương Mai với trung tâm thành phố Quy Nhơn, và cầu Thị Nại 1 có chiều dài vượt biển đến 2.477,3m. Takashi Ocean Street Kỳ Co còn nằm gần tuyến cáp treo dài 3km kết nối giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn với khu Hải Giang. Nhưng quan trọng hơn nữa là dự án còn gần với tuyến đường ven biển DT639 nối khu kinh tế Nhân Hội đến Hoài Nhơn. Và sẽ càng khẳng định hơn khi nói Takashi Ocean Street Kỳ Co có vị trí kết nối đặc biệt. Từ vị trí của Takashi chỉ mất khoảng 6 phút để đến FLC Quy Nhơn và Safari Park, công viên động vật hoang dã hot nhất. Mất 10 phút để di chuyển đến đồi cát Phương Mai, cầu Thị Nại 2, 3, 4 và khu du lịch Eo Gió. Mất khoảng 20 phút để ra sân bay quốc tế Phù Cát, trung tâm thành phố Quy Nhơn, cầu Thị Nại 1, Viện Đào tạo Hàng không Bamboo Airways. Và nếu quý vị muốn đi tham quan du lịch xa hơn thì chỉ mất khoảng 30 phút để đến Tháp Chăm Bánh Nít, 40 phút để đến Bãi Đá Trấn, khu du lịch Gành Ráng, Cù Lao Xanh. Và không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Takashi Ocean Street Kỳ Co còn hứa hẹn mang đến cho cư dân, khách hàng một không gian trải nghiệm hoàn mỹ cùng hệ tiện ích, tích hợp phong phú mang phong cách Nhật Bản. Dự kiến sẽ trở thành tâm điểm giải trí sôi động tại Quy Nhơn, và hơn nữa, nó còn là tâm điểm đầu tư tại miền Trung. Một ngôi sao mới nổi như khu kinh tế Nhân Hội tại bán đảo Phương Mai sẽ giúp cho các nhà đầu tư thu hái được lợi nhuận về sau khi đầu tư tại thời điểm này. Chúng tôi gọi đó là thời điểm vàng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Takashi Ocean Street Kỳ Co không chỉ là khu đô thị đơn thuần với quy mô lớn hàng ngàn căn hộ, mà đây còn là trung tâm về du lịch nghỉ dưỡng, có giá trị về mặt sở hữu pháp lý lâu dài. Một điều rất khan hiếm của bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay. Và để quý vị tìm hiểu thêm về dự án, Thúy Thuận xin mời quý vị cùng tham quan mô hình toàn dự án. Quý anh chị thân mến, hội tụ những giá trị trải nghiệm khác biệt như Chí Thuận vừa chia sẻ ở phần mở đầu. Dự án Takashi Ocean Street Kỳ Co không chỉ mở ra không gian nghỉ dưỡng lý tưởng ven biển, mà còn là nơi vui chơi, giải trí sôi động theo phong cách Nhật đầy mới mẻ, thu hút sự khám phá cùng với những điều thú vị nhất về đất nước Nhật Bản. Và trước mắt quý vị đang nhìn thấy đó chính là sa bàn của dự án Takashi Ocean Street Kỳ Co với quy mô 8,3 hectare với các mặt tiếp giáp thuận lợi vượt bậc. Bên trái giáp công viên cây xanh 7,4 hectare, bên phải giáp khu nghỉ dưỡng cao cấp, phía trước là quảng trường biển, bên trong dự án là hơn 100 tiện ích nội khu. Và đầu tiên, ngay từ khi bước vào khu đô thị, quý vị sẽ được đến với con đường trải nghiệm và chiêm ngưỡng nhiều công trình thiết kế vô cùng độc đáo, ấn tượng với công viên thung lũng xanh, diện tích lên đến 74.000m², tương đương với 10 sân vận động, đặc biệt là thiết kế với hai mặt đối lập tĩnh và động, cân bằng, rất phù hợp theo triết lý sống sâu sắc của người Nhật Bản. Còn bây giờ thì hãy cùng với Chí Thuận bắt đầu hành trình từ quốc lộ 19B. Chào đón quý vị sẽ là một hồ sen thật yên bình và tĩnh lặng.
Đối diện của Hồ Sen sẽ là đội Ước Nguyện, ở hai bên đường là đội Hoa Anh Đào. Khu vực giúp quý vị có những phút giây thư giãn, ngắm hoa. Đi qua đội Hoa Anh Đào thì chúng ta cùng nhau hướng đến con đường Tori với những chiếc cổng Tori đỏ rực. Và con đường tre, những hàng tre thẳng tắp rì rào trong gió. Vừa rồi là cảnh quan phần tỉnh, còn bây giờ là phần động của công viên. Như Chí Thuận đã giới thiệu, ngay gần cuối mặt tiếp giáp với trục đường là khu dịch vụ và quảng trường sự kiện. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động, hoành tráng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Tiếp đến sẽ là khu F&B và khu vui chơi Sasuke dành cho trẻ em. Ngoài ra nơi đây còn hiện hữu các tiện ích đa dạng, chúc quý vị có thể tận hưởng không gian văn hóa đặc sắc như làng ninja, đồi cỏ lâu, quảng trường cá coi và khu trà đạo. Đặc biệt là Takashi Ocean Street Kỳ Co còn mang đến cho quý vị những công trình điểm nhấn ấn tượng như cổng Tori, đồi diều cá chép, con đường đèn lồng, mèo may mắn với kích thước kỷ lục. Và để khám phá phần hấp dẫn nhất, chúng ta hãy cùng đi tiếp đến trái tim của dự án. Và Chí Thuận cũng xin bật mí thêm, đây là dự án lấy cảm hứng từ 4 thành phố lớn của Nhật Bản: Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Được tập đoàn Danh Khôi hợp tác với đơn vị design Kume nổi tiếng trong việc thiết kế các không gian sống mang đậm phong cách Nhật Bản, tối giản, sang trọng và ấn tượng với nét đặc trưng theo 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Và trong thời gian sắp tới thì tập đoàn Danh Khôi sẽ ra mắt 3 tòa tháp đầu tiên của khu Sapporo. Phân khu mang thành phố tuyết đến với thiên đường nhiệt đới Quy Nhơn, nằm ngay vị trí đắc địa nhất của toàn dự án. Như quý vị có thể thấy, phân khu Sapporo thừa hưởng tất cả các tiện ích của tổng khu Takashi Ocean Street Kỳ Co. Ý tưởng thiết kế mô phỏng theo thành phố tuyết Sapporo của Nhật Bản, được tối ưu hóa tầm nhìn hướng biển với 39 tầng và 6 tòa tháp. Tập đoàn Danh Khôi đang chuẩn bị cho ra mắt 3 tòa tháp đầu tiên. Phân khu Sapporo có vị trí vô cùng nổi bật, mặt hướng biển là phố hải sản với không gian tấp nập của một vùng biển năng động. Mặt hướng công viên là thung lũng xanh với phố bia, giúp quý vị có thể tận hưởng các tiện ích giải trí. Hai mặt còn lại hướng vào đại lộ ánh sáng Hikari và đại lộ đón gió Kaze. Đây là hai trục đại lộ chính của toàn khu với giao điểm kết nối là giao lộ Shibuya. Các căn hộ của tòa Sapporo đều có ban công kính, tạo sự thoáng đãng và thu hút khí trời thiên nhiên một cách tối ưu nhất. Ngoài ra, để mở ra không gian mua sắm, ẩm thực sôi động, các tòa nhà của Sapporo còn dành riêng tầng 1 và tầng 2 cho các trung tâm thương mại, shop house, khu vui chơi mua sắm, ăn uống, giải trí. Riêng tầng 6 là khu vực thiết kế với hồ bơi vô cực, phòng tập gym, BBQ theo phong cách Nhật Bản. Đặc biệt là tầng 20 với thiết kế vườn thiền trên không, có thể đón bình minh đẹp nhất, hưởng chọn không gian bình yên, đưa con người hòa mình với thiên nhiên theo phong thái của Nhật Bản. Và Chí Thuận tin chắc là đến với các tòa tháp của Sapporo thì quý anh chị có thể tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách sống. Nếu yêu thiên nhiên, thích sự yên tĩnh, quý anh chị có thể chọn căn hộ hướng biển hoặc là công viên với rất nhiều cây xanh. Còn nếu muốn tận hưởng không khí sôi động, có thể chọn căn hộ hướng quảng trường, hướng phố để hòa bình cùng với không khí nhộn nhịp của dự án. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng với Chí Thuận chiêm ngưỡng cận cảnh các tiện ích của dự án nhé. Thưa quý anh chị, đây chỉ mới là sa bàn mô phỏng Takashi Ocean Street thôi. Và tin chắc là khi dự án được xây dựng hoàn thiện thì khu đô thị này sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất tại bán đảo Phương Mai. Các căn hộ ven biển được sở hữu lâu dài là một điều hiếm có của các dự án bất động sản ven biển hiện nay, cũng đủ để cho thấy sức hút đặc biệt của dự án này. Thế nên quý anh chị đừng chần chờ lâu để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình nhé. Hiện tập đoàn Danh Khôi đang đưa ra chính sách giá bán rất hấp dẫn. Và Chí Thuận cũng xin chúc cho quý vị nhanh chóng sở hữu ngay căn hộ có vị trí đẹp tại Takashi Ocean Street Kỳ Co.
Đến đây thì xin được nói lời chào tạm biệt. Chí Thuận xin chúc cho quý anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.